hôm nay ông sẽ nấu cá lóc, nấu canh chua. Canh chua anh nấu cùng chung với lá giang nè. Bên này là giá, rau răm, ít ngò. Còn đây là hành tỏi ớt, ông dùng để kho cá và nấu canh nha. Cá một phần ông sẽ nấu đi kho và một phần ông sẽ nấu canh chua. Mọi người hãy theo chân ông vào bếp. Sau khi nước sôi, mình sẽ bỏ lá giang vô. Là canh chua. Mọi người nấu á, chín xong mọi người cho một xíu nước mắm vô cho nó ngon nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay anh sẽ ăn cá lóc nấu canh chua nè. Cá lóc kho tiêu. Cá lóc kho tiêu. Thử miếng. Dài quá. Ngon lắm. Còn đây là cải. Cải xanh luộc. Chấm với nước kho. Mời mọi người ăn cơm với anh nha. Cài mâm tôm nè. Cá lóc kho ngon lắm mình. Cá lóc kho tiêu. Còn đây, đây là canh cá lóc nấu canh lá giang. Lá giang là cá lóc nấu canh lá giang là ở quê mình nha. Ở quê Bình Định mình hay nấu canh cá lóc lá giang, ăn ngọt, ngon thanh nữa. Cá lóc mà chấm một miếng mắm mặn nữa, ngon bá cháy luôn. Ngon quá. Miếng cà mắm tôm nữa. Thái rồi.
xương quá, xương nhỏ nhỏ nhiều quá. Ăn miếng giá nè, miếng giá chấm với nước mắm đưa vô miệng. Quá đã. Ngon quá mọi người. Lâu rồi em mới ăn lại canh cá lóc nấu canh lá giang á. Nhất cái nắp. Ăn hết cơm rồi về ăn canh chua không nha mọi người. Rồi da nó da. Ngon quá mọi người. Một miếng cá nó canh chua nè, nay mọi người. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Mọi người đừng quên bấm đăng ký, like, share và ủng hộ cho kênh của mình nhé.